Xin chào các bạn, một tuần thì có 7 ngày. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu bạn tựa game Dead to Hit. Đây là một tựa game cũng không phải quá mới, tuy nhiên là chơi khá là hay. Mình sẽ giới thiệu các bạn. Đấy, chúng ta lát màn game. Thì cái game này nó theo kiểu là cũng là bắn zombie, nhà các bạn sẽ đi xe máy. Còn đây là cái phần intro của game như kiểu một bộ phim vậy. Rất là tuyệt vời. Cá nhân mình thì mình khuyên là các bạn chơi những game kiểu này thì nên xem hết phần intro để chúng ta có thể hiểu được nội dung câu chuyện, cũng như là thấy là cái cốt truyện nó rất là tuyệt vời. Phí hắc mới sợ đấy. Đấy. Ghê vậy. Hay vậy. Như phim vậy. Đây chúng ta tiến hành vào chơi. Thì tổng quan thì cái giao diện nó rất là đơn giản. Rất nhiều game có giao diện nhanh, bởi vì người ta tối ưu hóa là người chơi dễ chơi rồi. Các bạn thấy là bên này có bật tắt âm thanh. Và ngay ở ngoài màn hình này các bạn thấy là đôi khi nó có cái sự khựng nhẹ. Đấy là do game cố tình làm như vậy cho chúng ta cảm giác sợ hãi. Mặc dù mình thấy cái game này đồ họa chibi chả sợ gì. Không biết là do đây là cái màn hình quá lớn hay là màn hình 2K độ phân giải cao mà game nó khá tương đối rỗ, hay do cái phong cách thiết kế của game này như vậy. Mình sẽ thử trải nghiệm trên một số chiếc thiết bị khác để xem có bị như này không. Các bạn có thể comment ở phía dưới cho mình. Và bây giờ mình sẽ tiến hành vào chơi. Thì ở đây thì các bạn sẽ thấy có một số phần, ví dụ mua xe hoặc mua vũ khí ở đây. Phần này thì mất tiền và mình không quan tâm lắm. Mình thì cứ dùng free thôi. Đấy, chơi thôi. Đây nó cũng hướng dẫn, các bạn sẽ vuốt lên nhỉ. Úi, để di chuyển cái xe. Sau đó thì sẽ vượt qua chướng ngại vật này. Cái gì vậy? Phía bên này các bạn sẽ có phím bắn. Đấy. Bạn, nó tất cả đều hướng dẫn đây rồi. Trẻ cho bốc đầu chết luôn. Không sao, thì mình sẽ chơi thử lại cho các bạn xem. Thì vừa rồi là màn giới thiệu gameplay. Bây giờ mình sẽ chơi thật. Ấy. Kinh quá. Cái âm nhạc và cái hình ảnh ở ngoài lúc đầu ghê rợn là vậy, nhưng tiên vào game thì các bạn thấy là nó cũng không đến mức kinh tởm cho lắm. Nó khá là cute. Mình chả thấy sợ gì. Đấy, bọn zombie sẽ đuổi chúng ta. Trời ơi, kinh vậy. Sợ vậy. Có cả công an này. Game này sẽ dạy cho chúng ta là đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm, kể cả bạn đang đi xe ngon. Và nên chạy. Ui, kinh vậy. Thảo nào lúc chơi game này thì các bạn sẽ phải điền một cái thông tin là thôi. Chưa chết. Các bạn sẽ phải điền một cái thông tin là mình trên 18 tuổi. Đấy, nếu mà dưới thì nó sẽ không có chơi. Nên là các em nhỏ mà dưới 18 thì anh khuyến cáo là không nên vào game này. Bởi vì nó khá là bạo lực. Mà bạo lực toàn chết kinh vậy. Đấy. Các bạn thấy là chơi thế mà gần qua cửa giỏi phết. Tí chết mà vẫn qua. Cái trò chơi này thì mình chơi thử và thấy thì nó cho chúng ta một cái cảm giác khá là ghê rợn. Với cái kiểu chết rồi kiểu zombie. Nói chung là mình người khá là nhát, mình không thích game zombie lắm, nghĩa kinh vậy. Nên là mình sẽ giới thiệu các bạn vậy thôi. Bạn nào thích thì có thể tải game này ở phía link phía dưới. Rồi, bài giới thiệu game mình đến đây hết. Xin chào và hẹn lại các bạn. Chào các bạn. Một tuần thì có 7 ngày. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu bạn một tựa game khá lạ. Game theo kiểu âm nhạc trên Android và game Dubstider. Thì nghe tên các bạn có thể biết là game này về loại nhạc gì rồi. Đó chính là về dubstep. Thì dubstep là một thể loại mà không phải ai cũng nghe được, khi mà nó khá là kén người nghe. Tuy nhiên là khi mà